Đây là hình ảnh lễ xuất quân tiễn 60 cán bộ nhân viên y tế tỉnh Nghệ An vào tỉnh Bình Dương tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 5 tỉnh Nghệ An cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ các tỉnh thành trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 60 y bác sĩ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương lần này bắt đầu từ ngày 28 tháng 7 cho đến khi có chỉ đạo mới của Bộ Y tế. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên đoàn do Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Y tế và tỉnh Bình Dương phân công. Tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Đình Long đã biểu dương tinh thần xung kích vào tâm dịch của các y bác sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đoàn cán bộ, y bác sĩ tình nguyện chi viện cho tỉnh Bình Dương chấp hành nghiêm sự phân công, phân việc tại đơn vị mới, phát huy kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong sinh hoạt cũng như công việc, làm tốt công tác phòng chống dịch cho bản thân, nhất là trong quá trình tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Trong sáng nay, đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương sẽ lên ô tô ra sân bay Nội Bài, sau đó bay vào thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển về tỉnh Bình Dương.